anh em cùng em nhé. Quà em đi tặng người yêu đấy. Đây. Đấy. Không biết ngồi đâu. À đây. Quay gì? Đây. Đấy. Quà đấy. Em xin nhá. Một quà cho em đấy. Đẹp không? Xem nào. Đấy, đồng hồ đấy. Lót đấy. Úi dồi ôi, định người yêu nó phải thế. Đấy, đẹp không? Hả? Quà đó. Cái gì đấy biết không? Ồ không, đồng hồ để ở trong đấy đấy. Đây này, đồng hồ để trong này. Đồng hồ ở trong đấy. Đồng hồ người ta để ở trong đấy mà. Có gì đấy? Ở nhà chơi nhá. Bố đi có việc nhá. Bố đi chơi nhá. Thôi nhà nhá. Thôi, con trông em đi nhá. Hả? Suốt ngày đi. Suốt ngày đi gì? Trông em nhá. Chiều đến lại lượn. Lượn cái gì nhá? Ở nhà đi. Ai bảo lúc nãy người ta tặng quà cho thì không dùng đi, bây giờ làm thế nào đấy con? Nhá. Nhá. Bảo mẹ dùng quà của bố đi, mẹ mày trả lại rồi thôi nhá. Bye bye.